Hôm nay các em electronics này đã bị bỏ rơi. Xin chào mọi người. Với thời buổi công nghệ thì việc mà các bé nhỏ dán mắt vào màn hình máy tính hay đắm chìm vào các trò chơi điện tử thì quá là bình thường. Bình thường tới mức đau lòng luôn ạ. Thì hôm nay Đông và các cháu của mình có một ngày giải trí cùng nhau bằng cách là chúng tôi đã dành cả ngày để cùng nhau xếp một cái puzzle 500 mảnh nhỏ như thế này nè. Lâu lâu một lần mình chơi những cái trò chơi này với các bé cũng rất là hay và vui nha mọi người. Chơi như thế này, thứ nhất là các cháu của mình có thể thực hành thêm về tính teamwork nè, cũng như là để các cháu có cơ hội nói chuyện liên thiên với nhau. Nhìn các cháu vừa làm vừa chơi vừa nói chuyện rất là dễ thương luôn á mọi người. Các bé lớn lên trong thời đại này thì đâu có biết những cái trò chơi mà nhảy dây hay bắn bi như mình lúc nhỏ đâu, nên các bé đã bị thiếu đi những cái trải nghiệm đó rồi. Vì thế mà mình cũng nên dành thời gian với các bé nhiều hơn nè. Thật ra thấy nó vậy chứ không có quá khó đâu nha.